Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 30 tháng 6 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới duy trì ở mức cao trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 không ngừng gia tăng, trong khi lãi suất thực ở nhiều nơi rơi vào vùng âm và các nước vẫn chưa dừng bơm tiền vào nền kinh tế. Giới đầu tư lo ngại về triển vọng phục hồi của nền kinh tế, diễn biến xấu đi của đại dịch COVID-19 làm giảm kỳ vọng về triển vọng phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế thế giới. Mỹ đang dần mất kiểm soát đối với dịch COVID-19, nhiều khả năng nền kinh tế Mỹ lại rơi vào suy thoái sau giai đoạn phục hồi ngắn. Điều này sẽ tác động lớn tới thị trường, giới đầu tư đẩy mạnh rót tiền vào vàng. Căng thẳng Mỹ-Trung, Hàn-Nhật, Trung-Ấn-Độ cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Chính quyền Thủ tướng Nhật Abe cho biết họ phản đối ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đưa Hàn Quốc trở thành thành viên của G7. Động thái trên được đánh giá sẽ khiến mối quan hệ Nhật-Hàn vốn đã băng giá tiếp tục xấu đi. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước phiên sáng hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC đã có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hà Nội, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,34 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Đà Nẵng, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,34 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Nha Trang, giá mua vào là 48,96 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,34 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Cà Mau, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,34 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Bình Phước, giá mua vào là 48,95 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,34 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Huế, giá mua vào là 48,94 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,35 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Biên Hòa, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,32 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Miền Tây, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,32 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Quảng Ngãi, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,32 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Đà Lạt, giá mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Long Xuyên, giá mua vào là 48,99 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,37 triệu đồng trên một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại hôm nay đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua, duy chỉ có SJC thành phố Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng là chưa có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua, cụ thể đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hồ Chí Minh, từ 1 lượng đến 10 lượng, giá mua vào là 48,97 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,32 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, giá mua vào là 48,8 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,44 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9, giá mua vào là 48,49 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,29 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K, giá mua vào là 47,502 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,802 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 18K, giá mua vào là 35,321 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 37,121 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 14K, giá mua vào là 27,089 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 28,889 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 10K, giá mua vào là 18,906 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 20,706 triệu đồng trên một lượng. Còn tại một số tổ chức lớn thì giá vàng hôm nay cũng đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Doji Hồ Chí Minh, giá mua vào là 49,06 triệu đồng trên một lượng, giảm 40.000 đồng và bán ra là 49,24 triệu đồng trên một lượng, giảm 20.000 đồng. Tại Doji Hà Nội, giá mua vào là 49,09 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,22 triệu đồng trên một lượng, giảm 20.000 đồng ở cả hai chiều. Tại PNG Hồ Chí Minh, giá mua vào là 49 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,3 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại PNG Hà Nội, giá mua vào là 49 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,3 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại Phú Quý SJC, giá mua vào là 49,1 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,3 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại tổ chức Mi Hồng thì giá mua vào là 49,12 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi và bán ra là 49,27 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào là 49,11 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,28 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC đã có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại ngân hàng Eximbank, giá mua vào là 49,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,25 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tại ngân hàng ACB, giá mua vào là 49 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,3 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại ngân hàng Sacombank, giá mua vào là 48,95 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,36 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại ngân hàng SCB thì cũng không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể giá mua vào là 49,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,25 triệu đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Maritimebank, giá mua vào là 48,6 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng TPBank Gold, giá mua vào là 49,08 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 49,23 triệu đồng trên một lượng, giảm 20.000 đồng ở cả hai chiều. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiantap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.